Rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 2017, cách Vũng Tàu khoảng hơn 40 hải lý, tàu cá số hiệu BV94157TS bất ngờ phát nổ và chìm. Nguyên nhân ban đầu được dự đoán là do nổ bình ga trên tàu. Lúc xảy ra sự cố, trên tàu có 13 ngư dân. Hai người đã bị sức ép từ vụ nổ hất văng xuống biển, 11 người bị bỏng. Một ngư dân sau đó đã được các tàu cá xung quanh vớt được, một người bị mất tích. Ở trước cầm tay lái ngầu cái ghế, nhưng mà cái ghế nó té cầm hai luôn. Tôi là nó thẳng ra là ngầu, chứ lăn thì nó hai ba lớp dán lận. Nó nổ, nó bung cái lớp dưới, rồi nó bung té cái ghế ra luôn. Mình ở trên ghe, tại vì ghe lúc nó nổ là máy móc rồi nó hư hết rồi. Không có liên lạc ai được hết. Cái điện đài, điện đồ là dây, đồ nó cháy hết. Ngay khi nhận được tin báo, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 đã nỗ lực hết sức để tiếp cận, nhanh chóng đưa 11 ngư dân bị thương về bờ. Các anh em cứu nạn cứu hộ ở đội bên các lái bên Vũng Tàu là giúp đỡ cho gia đình chúng tôi. Người bạn đi trên ghe của tôi là được bình yên an toàn vào bờ. Tôi rất là mừng, cảm ơn những cái đoàn người cứu hộ đó. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 đã thu nhận hơn 50 thông tin báo nạn và cứu sống 86 người, 6 tàu cá đang gặp nạn. Các thông tin báo nạn có thể bao gồm tàu bị sự cố do thời tiết, đâm va hay tai nạn lao động diễn ra trong quá trình làm việc trên tàu. Tai nạn và sự cố trên biển, đây là những cái việc xảy ra ngoài ý muốn và đôi lúc thì cũng có cái tính chủ quan của bà con ngư dân. Bên cạnh đó thì một số cái thuyền viên đang làm việc trên các cái tàu khai thác thủy sản, họ mang tính chất làm việc theo truyền thống gia đình, không được đào tạo bài bản về các cái nghiệp vụ an toàn hay là thông tin khi hàng hải trên biển. Các hoạt động cứu nạn nói chung và cứu nạn đối với bà con ngư dân nói riêng là hoàn toàn miễn phí. Khi tiếp nhận các thông tin tai nạn sự cố liên quan tới bà con ngư dân, chúng tôi triển khai ngay các biện pháp, các nghiệp vụ về tìm kiếm cứu nạn một cách nhanh nhất để giảm thiểu các thiệt hại cho bà con ngư dân về người và tài sản. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 là một trong 4 trung tâm trực thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam. Các trung tâm còn lại được đặt tại Hải Phòng, Nha Trang và Đà Nẵng, góp phần đảm bảo năng lực tìm kiếm cứu nạn được bao phủ toàn bộ vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.